Con vẫn xin kính chào các bác. Hôm nay con vẫn xin giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Asmod, hay gọi đồng hồ vĩnh cửu tổng thống. Theo như hãng nói là chạy 600 năm chúng ta mới phải tác dụng động một lần. Và cái thước đồng hồ Asmod này nó có chiều cao là 23, hơi trên 23 cm, còn 23,3 cm và chiều ngang là 21 cm, chiều sâu là 16 cm. Toàn bộ chiếc đồng hồ này được làm bằng đồng và mạ vàng 24 carat xung quanh là kiếng, rất là đẹp và tuyệt vời. Và như em nói là chiếc đồng hồ này theo hãng là nói là tại sao đồng hồ vĩnh cửu, vì nó chạy 600 năm mới phải tác động một lần, vì nó chạy bằng nhiệt độ C, là sự co giãn quả nhiệt độ, cũng như cả chúng ta tương tự như quả bóng bàn nhá, khi mà chúng ta đánh móp, nó bị móp thì chúng ta ngâm vào nước nóng thì ngay lập tức thì nó quả bóng sẽ nở ra. Thì cũng vậy, đồng hồ này nó cái bình khí ở đằng sau này, nó có khí ở đằng sau này, nó có sự co giãn của nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng lên hạ xuống có nhiệt độ. Thì thường thường nhiệt độ cho phép như ở châu Âu là khoảng 20 độ C đổ xuống thì nó sẽ cái bình khí sẽ hoạt động co bóp, vì thế nó tự động lên cót cho cái đồng hồ này, nó tự động lên cót luôn. Vì thế là 600 năm thì cái khí này nó với hết tác dụng thì chúng ta mới phải tác động thôi, tức là chúng ta phải nạp không khí vào. Thì cũng thưa các bác như vậy, mà cái hoạt động của chiếc đồng hồ này rất là thông minh và rất là tuyệt vời. Đặc biệt nhất của chiếc đồng hồ này bởi sợi dây Adimax, tức là sợi dây treo còn qua cái quả lắc đang cho xoay này. Cái sợi dây này nó được đặt được giải lô ben vật lý do nhà bác học Genibat sáng chế ra, rất tuyệt vời và cực kỳ tuyệt vời luôn các bác. Mà chiếc đồng hồ này các bác biết là nó được trưng bày ở trên các bàn làm việc của các tổng thống, của các nguyên thủ quốc gia, nó rất là đẹp và mang rất nhiều ý nghĩa về phong thủy, cũng như về ý nghĩa khi đồng hồ nó nào nó xoay cũng là có sự sống trong nhà của các bác, và đặc biệt là trang trí rất là đẹp thưa các bác. Và chiếc đồng hồ này tình trạng thì còn rất là đẹp, như bác nhìn đây còn rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả một cái còn rất là đẹp, em cho bác xem. Đấy, mạ vàng óng ánh luôn, tính chất còn rất là đẹp luôn. Và đằng trước là có cái nắp này, người ta mở ra được. Đấy, em mở ra này. Nó thì chiếc đồng này còn nguyên giấy tờ đây, còn nguyên giấy tờ, còn tab tono, còn nguyên cái tờ giấy gì đây, đó cái tờ giấy này, đấy cái tờ giấy gì đây, em soi mà kỹ rồi xem, là có những cái tờ giấy của người mua bán, có cái người mua trong, là người mua trong, và đây là còn nguyên cái tờ giấy Asmod, cái tờ giấy tab tono và cái chiếc đồng hồ này, là cái tab tono của chiếc đồng hồ này. Và khi mà đồng hồ này nó cứ xoay đi xoay lại, bác lưu ý là không có chuông, xoay đi xoay lại và nó chạy rất là bền bỉ, như em đã nói, bởi cái sợi dây Adimax này nó tiết kiệm năng lượng rất là cao, tiết kiệm năng lượng so với đồng hồ đeo tay là 240 lần một dao động, và so với đồng hồ trao tường là 60 lần, và độ bền rất là cao bởi những cái viên đá quý, ở những cái ổ trục của nó đều có viên đá quý. Đá quý luôn, toàn là đá ruby, đá quý. Vì thế là giá trị của chiếc đồng hồ này giá trị rất là cao. Khi mà các bác mua mới của nó thì rất là đắt, nó khoảng rơi vào tầm độ mười mấy ngàn gì đấy, 15 hoặc 20 ngàn gì đấy, giá trị rất là cao. Để tính ra nó rất là nhiều tiền. Đấy, bây giờ nó khoảng độ 28 bạc nhân lên thì nó rơi vào, nếu mà 15 ngàn thì nó rơi vào tầm độ khoảng độ hơn 100 triệu đúng không ạ? Đấy là nhiều tiền luôn. Nhưng mà chiếc đồng hồ này thì vì là bên em sưu tầm hàng hoặc hàng cổ nhé, thì chiếc đồng hồ này có giá trị cũng rất là tốt và hợp lý, chỉ trên 20 triệu, gần 30 triệu thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu thì xin gọi cho em, đồng hồ của Quang Vững với cái mặt tròn rất là đẹp, và tất cả một cái được mạ vàng luôn, mạ vàng 24K vàng thiệt luôn bác nhé, và rất là đẹp và chạy cực kỳ tuyệt vời như em đã trình bày, và các bác nhìn đây, và đặc biệt nhất là nó còn nguyên giấy tờ như trong video này các bác đã thấy. Và khi mà các bác di chuyển đấy, bác thấy hết một dao động các bác sẽ khóa lại, đấy chúng ta gạt khóa lại thì nó sẽ dừng, lúc đó chúng ta có thể di chuyển thoải mái. Và đây là cái mã Asmod, mã là 528-8 bác nhé, nó rất là giá trị, 528-8, cái mã là ghi ở đấy đây này. Đấy, một cái cũng rất là đẹp. Thì cái 528-8 này thì nó có những cái mẫu nó khác, cũng là 528-6 thì nó rẻ hơn đó, thì hay là 256, vì vậy nó rất là nhiều mã. Đây là mã 528-8, em mở lại này, nó chạy luôn,
đã tiết kiệm năng lượng và chạy luôn. Asamot hay gọi là đồng hồ vĩnh cửu 600 năm chúng ta mới phải tác động một lần đấy. Thì nếu chúng ta để trong cái môi trường phù hợp như em video em giới thiệu, thì đây là một tác phẩm, không những là một tác phẩm nghệ thuật giá trị cao mà nó còn mang ý nghĩa cho cái phong cách làm việc tuần hoàn. Chúng ta nhìn vào cái chiếc đồng hồ này, chúng ta thêm cái không khí làm việc, và đặc biệt là độ nghệ thuật, độ đẹp của nó rất là cao. Khi quả nắp này cứ nắp đi nắp lại, khi anh điện soi vào nó nắp nắng rất đẹp luôn. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đầu cổ. Quang Vững.